Hữu thượng đô nghi dân Quy mạng tam bảo Yếu chỉ phương lập tượng Trú tâm thủ cảnh Dĩ phàm phu hệ tâm thượng bất khả đắc Hướng ly tướng già Đây chính là nói Các pháp môn khá khó khó ở chỗ nào khó ở chỗ phải rời tướng tịnh độ tông không rời tướng tịnh độ tông lập tưởng đến thế giới cực lạc trước là chỉ phương lập tưởng cầu sanh tịnh độ đến thế giới cực lạc mới rời tưởng nên người xưa nói nếu được thấy Phật A Di Đà lo gì không khai ngộ chúng ta đem việc khai ngộ này để ở thế giới cực lạc bây giờ chuyên cầu tịnh độ trước đây thầy Lý nói với tôi mục tiêu cuối cùng của phật pháp đại thừa là minh tâm kiến tành kiến tành than phật tịnh độ cũng không ngoại lệ tịnh độ là gì là đến thế giới tây phương cực lạc mục tiêu chính là minh tâm kiến tành còn mục tiêu bây giờ là nhất tâm chuyên niệm đây là sự thu thắng của tịnh độ tâm nên bốn mươi tám nguyện rất quan trọng bốn mươi tám nguyện là chính Phật A Di Đà tự nói đức Thế Tôn vì chúng ta mà thuật lại mỗi nguyện đều là vì độ chúng sanh là giúp chúng sanh trong một đời thành tựu tất cả đều làm phật điều này chúng ta chẳng thể không biết Quy mạng tam bảo Câu này thấy thì dễ Nhưng thật sự quy mạng không dễ Thông thường trên gian tự thấy quy y Đây là quy mạng Tam bảo là giác chánh tịnh Quy là quay đầu Quy mạng là bảo chúng ta quay đầu Thân mạng của chúng ta Phải nương tựa vào Sự tự tánh tam bảo Phật là tự tánh giác Giác mà không mê Pháp là tự tánh chánh Chánh mà không tà Tăng là tự tánh tịnh Tịnh mà không nhiễm Chánh giác tịnh là tự tánh tam bảo Chính là đề kinh của kim vô lượng thọ Thanh tịnh là tăng bảo Bình đẳng Bình đẳng là chánh định Chánh định tức bình đẳng là pháp bảo Giác là Phật bảo Chúng ta nên đem thân mạng mình quay về nương tựa thanh tịnh bình đẳng gia mỗi niệm không rời nơi nơi không rời